Happy Friday! Hello mọi người, chào mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Và khi các bạn thấy thì hôm nay Tiên khá là lồng lộn. Tại vì hôm nay Tiên có một cái event với lại Samsung và tạp chí Elle. Cho nên là hôm nay Tiên sẽ đi đến dự một cái event ngày hôm nay để ra mắt sản phẩm mới của Samsung. Hôm nay là ngày thứ 6 và Tiên sẽ quay hết một cái vlog trong cuối tuần ngày hôm nay. Cuối tuần này Tiên làm gì nha. Ok các bạn, mời các bạn follow Tiên thôi yeah. Bây giờ Tiên đang ở trên xe coi kẹt xe chút xíu. Hôm nay người đi cùng Tiên đó chính là không ai khác nữa. Ok bye bye. Quá là kẹt xe luôn á mọi người. Nên là bây giờ sẽ không có trễ. Tại vì cái khung giờ nó từ 4 đến 8 giờ lận. Mà bây giờ thì mới 5 rưỡi thôi. Nên là mọi người, xin chào mọi người đã quay lại với channel của Thiên. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi Zara. Ok, thì hôm qua Tiên quên mất là chưa có Elle gift. Nói được không? Rất khùng vậy. Tiên quên mất là chưa có em cái vlog ngày hôm qua. Cho nên là hôm nay thì mình sẽ tiếp tục. Bây giờ thì Tiên sẽ đi Zara. Hôm nay là ngày thứ 7 và Tiên sẽ đi Zara với lại Nguyên. Ivy với Sen sẽ đến sau lúc mà đi ăn. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi shopping một chút xíu trước. Vẫn là tài xế cũ mà mình chưa đổi tài xế mới. Wow, Fast and Furious. Slow down. Từ từ thôi. Rồi. Đi về từ thôi. Cái gì vậy? Công an bắt bây giờ. Thì Tiên đang ở North, ở Vincom là tại vì hôm qua Tiên có một cái coupon Samsung tặng 2 triệu cho nên bây giờ Tiên đã lựa và sản phẩm ở North rồi. Cửa hàng ở đây rất là đẹp này. Người Tiên đã gặp Nguyên rồi mọi người nè. Bây giờ sẽ đi Tiên sẽ đi mua nước thì đang hơi thiếu nước chút xíu. Còn mà sau đó có hẹn với mọi người đi ăn miếng gà. Mình đã đến miếng gà rồi. Cái chỗ nào mà Nguyên ha. Lạnh quá. Rồi đó. Mình ăn miếng gà nữa. Khi nào cũng đi ăn đây mọi người, ăn đây rất là nhiều. Đi tối quá. Tối quá mọi người. Sao vậy? Tụi mình đang ngồi cà phê ở ngay chỗ Unamdo là ở ngay nhà thờ Đức Bà mọi người nha. Làm gì vậy Sam? Tụi mình tối quá đi điện đó. Mình lại đang ở Unamdo, đây là một cái cà phê ngay nhà thờ Đức Bà rất là đẹp. Đi cái người nào? Nói cái đầu. Bakery rất là đẹp ở quận 2 để mua bánh. Tiên vừa mới make up xong để quay một cái video cho Instagram. Và Tiên đang ăn cùng ơi thì em mọi người vừa mới ăn xong. Và Thiện là ăn nữa trong khi đang kêu giảm cân mọi người. Giảm cân mọi người, là ăn vui, giảm cân cũng không có. Mắc cười lắm, trong video trước của Tiên có các bạn nào nói Thiện là tên Tiện. Hello bạn Tiện. Thì chắc là Tiên sẽ kết thúc cái vlog cuối tuần ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video lần này và hẹn gặp Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye, see you. Yeah.